Chương trình Thế Nhật kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng hôm nay là thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2019 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Sau hai vụ rơi máy bay, hãng Boeing có thể ngừng sản xuất mẫu 737 MAX. Một thanh niên ở San Jose bị bắt vì đâm bạn gái và bắt cóc con gái. Người cầm đầu đường dây đưa phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ sinh con chỉ bị phạt 10 tháng tù. Việt Nam sẽ miễn visa cho du khách của Nhật Bản, Nam Hàn và Nga và bây giờ là phần tình chi tiết. các thưa vị các nhà cung cấp, khách hàng và nhà tài trợ của Boeing hôm 16 tháng 12 chuẩn bị cho khả năng có thể ngưng sản xuất dòng máy bay Boeing 737 lần đầu tiên sau hơn 20 năm sau khi mẫu 737 bán chạy nhất là chiếc Max dự kiến sẽ tiếp tục bị cho nằm ụ cho đến năm 2020. Hai nhà cung cấp nói với hãng tin Reuters rằng Boeing có khả năng ngừng lắp ráp dòng máy bay này, mặc dù một số nhà cung cấp có thể được yêu cầu tiếp tục sản xuất để giảm thiểu đà gián đoạn. Hội đồng quản trị của Boeing dự kiến sẽ họp vào ngày 16 tháng 12 tại Chicago để đánh giá các quyết định đầu ra và dự kiến sẽ ra thông báo vào cuối ngày. Mọi người được thông báo về sự việc hôm 15 tháng 12, nói rằng Boeing đang xem xét liệu nên cắt giảm hay ngừng sản xuất luôn dòng máy bay 737 Max sau khi cục hàng không liên bang viết tắt là FAA hồi tuần trước cho biết rằng họ sẽ không chấp thuận mẫu máy bay này bay trở lại trước năm 2020. Mẫu máy bay bán chạy nhất của Boeing bị cấm bay kể từ tháng 3 sau khi hai vụ tai nạn ở Indonesia và Ethiopia khiến 346 người thiệt mạng khiến cho hãng sản xuất máy bay này thiệt hại hơn 9 tỷ Mỹ Kim. Cho đến nay, hãng Boeing vẫn tiếp tục sản xuất mẫu 737 MAX với tốc độ là 42 chiếc mỗi tháng và mua phụ tùng từ các nhà cung cấp với số lượng lên tới là 52 bộ phận mỗi tháng. Mặc dù các máy bay xuất xưởng vẫn không được giao hàng cho đến khi Cục Quản lý Hàng không cho nó bay thương mại trở lại. Việc ngừng sản xuất sẽ giúp nới lỏng tình trạng căng thẳng, tiền mặt nghiêm trọng cho số tiền này, gắn chặt vào khoảng 375 máy bay không được trao. Nhưng điều này lại dẫn đến nguy cơ gây ra các vấn đề kỹ thuật khi Boeing cố gắng trở lại sản xuất bình thường. Các nguồn tin trong ngành cho biết. Các thư vị, sự gián đoạn sản xuất cũng có thể dẫn đến sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ không lương. Con số là 12.000 công nhân tại nhà máy 737 của Boeing ở Nam Seattle. Cổ phiếu của hãng Boeing đã giảm 4%, trong khi cổ phiếu của Spirit Aero System Holdings Inc. đã giảm khoảng 2%. Spirit là nhà cung cấp lớn nhất của Boeing. Hãng này chế tạo thân máy bay Max. Hôm 16 tháng 12, thì hãng này cho biết họ sẽ làm việc với Boeing để hiểu tác động của bất kỳ quyết định nào nhằm thay đổi sản lượng Max. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Sanfran SA và Senior là các nhà cung cấp nữa cũng là có thiết bị chắn đoạn hoạt động. Boeing hôm 15 tháng 12 cho biết là họ sẽ tiếp tục đánh giá các quyết định sản xuất dựa trên thời gian và điều kiện phục vụ trở lại, và điều này tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Quay sang phần tin đến từ Hoa Kỳ, thì một thanh niên ở San Jose bị bắt vì đâm bạn gái và bắt cóc con gái của hai người hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 12. Kính thưa quý vị, theo đài KTLA, nghi can Victor Magana, 24 tuổi, bị bắt tại một cây xăng ở Cambria, thuộc trung California, hôm thứ hai ngày 16 tháng 12, cảnh sát California báo động cho người bắt cóc trẻ em và một người nhận ra nghi can liền gọi nhân viên công lực đến cây xăng ở Campria, cách San Jose 185 dặm về hướng nam. Lúc đó, một số người đi đường lấy xe của họ chặn không cho nghi can chạy khỏi cây xăng này và đợi cảnh sát đến. Kính thưa quý vị trong thông cáo, nhân viên công lực cho biết là cảnh sát viên đã phát hiện một phụ nữ la hét vì bị đâm ít nhất là một lần sau đó xác nhận được magana là nghi can và bắt cóc bé gái là petani caraza ông andrew torres hàng xóm của nạn nhân kể lại những người ở chung nhà với ông nghe một phụ nữ la hét cầu cứu ông nhìn ra cửa sổ thì thấy cô đang leo qua hàng rào ông chạy ra ngoài để giúp và phát hiện cô đang nằm giữa hai chiếc xe hơi ông và một số người khác tìm cách cầm máu cho cô nhưng không biết cô bị chảy máu ở đâu Cảnh sát San Jose cho hay bạn gái của nghi can đã bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch. Quay sang phần tin đến từ Trung Quốc, thì một phụ nữ Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa các thai phụ người Trung Quốc tới Mỹ du lịch sinh con để lấy quốc tịch Mỹ vừa bị tuyên án 10 tháng tù, một mức án được cho là quá nhẹ. Theo đài Fox, các công tố viên liên bang cho rằng bà Don Yuan Lee, chủ mưu trong đường dây du lịch sinh con tại miền Nam California đáng bị phạt tù lâu hơn vì đã giúp hàng trăm phụ nữ Trung Quốc khai gian trong đơn xin cấp visa và che giấu tình trạng có thai của họ của với các nhân viên di trú Mỹ. Các nhà điều tra cho biết là bà Duan Lee đã điều hành đường dây có tên là Yuwin USA tại quận Cam, bang California, chuyên cung cấp dịch vụ giúp hơn 500 phụ nữ Trung Quốc tới Mỹ du lịch sinh con để lấy quyền công dân tự nhiên của cho con họ. Một vài người trong số này khai với các nhân viên lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Trung Quốc là họ chỉ định tới Mỹ trong 2 tuần, nhưng thực tế là đã lên đến kế hoạch là ở trong nhiều tháng. Nhà chức trách của Hoa Kỳ cũng phát hiện những người này sinh sống trong các căn hộ hạng sang ở Irvine trước khi sinh con và đưa con trở lại Trung Quốc. Bà Ly có 4 người con, từng là một khách hàng của dịch vụ này, sau đó trở thành người điều hành của đường dây tháng 9 năm nay, bà này nhận tội tham gia tổ chức đường dây du lịch sinh con trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Theo các công tố viên, mỗi khách hàng trả cho bà Ly là 40.000 đến 80.000 Mỹ Kim. Dịch vụ tới Mỹ du lịch sinh con được chào mời. Những lợi ích kèm theo như là con cái được tự động có quốc tịch Mỹ, được hưởng thụ giáo dục công miễn phí và thậm chí là còn giúp cha mẹ có thể sang Mỹ định cư nhiều năm sau này. Trong bức thư gửi ngày 1 tháng 12 tới tòa, bà Ly xin lỗi vì đã tổ chức đường dây du lịch sinh con. Bà này cũng nói trong thời gian bị giam là đã tham gia các lớp học tiếng Anh, âm nhạc và đọc sách. Theo luật sư của bà, ông Thomas O'Brien, bản án với bà Ly là công bằng. Ông này cũng cho biết là các công tố viên chỉ có đủ chứng cứ hồ sơ cho thấy 7 trường hợp trong số du khách có liên quan tới hoạt động du lịch này. Tuy nhiên, theo ông Dan Sawater, một đặc vụ giám sát các cuộc điều tra an ninh nội địa của cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ với tắt là ICE tại Los Angeles, thì mặc dù Bali có visa hợp lệ, song các nhân viên di trú sẽ bắt đầu triển khai các thủ tục trục xuất bà. Việc tòa của Hoa Kỳ chỉ tuyên án 10 tháng tù với bà rõ ràng là đã khiến cho dư luận nước này không hài lòng. Điều nhiều độc giả cũng chia sẻ quan điểm trên trang web của đài Fox News rằng đáng lẽ bà ấy nên bị phạt một năm tù cho mỗi khách hàng đã được bà này lo lót thủ tục tới Mỹ du lịch sinh con. Có người nói thay vì 10 tháng đáng lẽ là 10 năm tù sẽ là mức án đúng hơn. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì Việt Nam sẽ miễn visa cho khách hàng Nhật Bản, Nam Hàn và Nga Tổng cục Du lịch Cộng sản Việt Nam cho biết tại nghị quyết phiên họp Chính phủ Cộng sản Việt Nam thường kỳ tháng 11 năm 2019 đã thống nhất là gia hạn miễn thị thực cho công dân các nước như là Nga, Nhật Bản, Nam Hàn, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Belarus khi nhập cảnh vào Việt Nam đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật cộng sản Việt Nam. Trước đó, chính sách miễn thị thực cho công dân các nước này được thực hiện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2019 có thể được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật cộng sản Việt Nam. Theo cục thống kê, chỉ riêng tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt trên 1,8 triệu lượt cao nhất từ trước đến nay, đưa con số tính chung 11 tháng của năm 2019 đạt gần 16,3 triệu người, tăng 15,4%. Để tạo đà tăng trưởng cho du lịch thì Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia cũng từng kiến nghị nâng thời hạn tạm trú tại Việt Nam cho công dân năm nước ở Tây Âu được miễn visa từ 15 ngày lên 30 ngày lưu trú tại Việt Nam miễn thị thực thêm cho 6 nước khác là Australia, New Zealand, Canada, Bỉ, Hà Lan và Thụy Sĩ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin buổi sáng với Jimmy Thái Nhật. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.